Để con có những nét chữ đẹp việc lựa chọn ra một chiếc bút tốt là rất quan trọng, trên thị trường hiện bày bán hai loại bút thông dụng là bút mực ngòi thường và bút mực ngòi mai. Chắc hẳn các mẹ cũng rất đau đầu trong việc nên mua bút nào thì phù hợp để con luyện chữ. vây muốn mua bút nhật Preppy cho bé lớp 2 nên dùng ngòi 02 hay 03 vậy các bố mẹ bút mực Preppy cây bút máy loại tốt tầm trung được sản xuất bằng công nghệ hiện đại bởi hãng bút nổi tiếng Platinum Nhật Bản. Đây là một trong những cây bút giá rẻ mà cho chất lượng tốt nhất hiện nay, với một sản phẩm đòi hỏi sự cầu kỳ và hoàn hảo trong chế tác thì bút Platinum Preppy tiêu biểu cho sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ. Điều này nói lên một phần cho sự lớn mạnh của hãng bút Platinum tại Nhật. Platinum là hãng đầu tiên sản xuất bút dùng cartridge converter mà ngay nay rất phổ biến trong ngày công nghiệp bút viết. Và cây bắt múc Preppy của hãng được thiết kế dùng công nghệ converter hiện đại này. Một công nghệ tiêu biểu khác của Platinum được áp dụng cho bút Preppy mà người dùng đánh giá rất cao là Sleep N, siêu, đảm bảo cho mực không bị khô, có thể viết bình thường cho dù không sử dụng trong một thời gian dài, dù bạn để cả năm không xài đến cũng không mấy ảnh hưởng, cách chọn bút cho bé luyện viết chữ đẹp. Có hai loại chính, bút máy thường cho nét chữ thường và bút máy nét hoa cho nét thanh nét đậm. Bút máy nét hoa thì các em phải luyện mới viết được. Thường dành cho học sinh luyện chữ theo phong trào vở sạch chữ đẹp hai loại bút này khác nhau ở chỗ thiết kế ngòi bút về tính chất hai loại bút này sẽ cho ra nét chữ khác nhau bút máy thường sẽ cho ra nét chữ thường và bút máy mài ngòi sẽ cho ra chữ nét thanh nét đậm thường thì loại bút ngòi mài các em phải luyện một thời gian mới viết được Điểm khác biệt lớn nhất của chúng là ở việc thiết kế ngòi bút, bút máy thường sẽ có hạt gạo giúp ngòi bút trơn, da mực đều, còn bút ngòi mài sẽ được ngòi hai bên giúp khi viết cho ra nét thanh nét đậm, dấu lớn dấu lớn dấu lớn muốn đặt mua đĩa CD trên trang CD Japan thì shop có làm dịch vụ này không, khi mới bắt đầu các em chưa nắm vững. Chắc các kỹ thuật viết chữ và nét chữ nên loại bút ngòi thường là thích hợp nhất. Bước sang lớp 2 hoặc lớp cao hơn, bé bắt đầu thành thạo các kỹ năng luyện chữ rồi thì mẹ dựa vào sở thích của từng bé mà mua. Đa số các bé ở độ tuổi này đều thích thú với những nét chữ thanh, chữ đậm. Tuy nhiên do mới học viết và luyện viết mà các bé thường có tâm lý ấn và ghi tay rất mạnh. Lời khuyên cho các bậc phụ huynh khi mua loại bút này là nên chọn mua bút có ngòi mài nông, vừa phải, hai bên đầu ngòi được bo tròn để hạn chế tình trạng giấy bị rách. Độ tuổi học sinh tiểu học là tuổi ham chơi, khó lòng bảo quản được đồ, nhất là bút. Với bút mực, preppy bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm phần vỏ và phần cầm bút được nghiên cứu với chất liệu thân thiện với da và ngón tay bé. Thân bút mực Preppy làm bằng nhựa trong suốt nhưng khá chắc chắn và cứng cáp dù rơi xuống đất mấy lần cũng không bị xước bề mặt hay nứt vỡ. Dấu lớn dấu lớn dấu lớn hướng dẫn mua hộ hàng trên eBay Nhật Bản order hàng eBay Nhật an toàn 100%. Thân bút mực Preppy làm bằng nhựa trong suốt nhưng khá chắc chắn và cứng cáp.